Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Phi Anh và Thảo Tiên chào đón các khán thính giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài Little Saigon TV trên băng tần 56.10 và website littlesaigontv.com. Hôm nay là ngày thứ Năm, 4 tháng 8 2022. Và trước khi vào phần tin Việt Nam, chúng tôi có một thông báo xin gửi đến các thính giả. Kính mời quý vị đón xem những chương trình đặc biệt sẽ phát hình trên Little Saigon TV tuần này. Ngày Thánh Mẫu 2022 Carthage, Missouri, phát hình trên băng tần Little Saigon TV 56.10 vào thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy lúc 7 giờ tối. Và tin tức thứ hai được gửi đến đó là Đại nhạc hội Thương phế binh năm 2022. Chủ đề Cảm ơn anh lần thứ 15 vào ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 8 và vào lúc 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trực tiếp trên Little Saigon TV 56.10. Kính mời quý khán thính giả nhớ đón xem. Và sau đây là phần tin Việt Nam, kính mời quý vị cùng theo dõi. Samsung Việt Nam cắt giảm sản xuất vì hàng tồn kho tăng và nhu cầu sụt giảm. Và phải cử người trực tiếp để xua đuổi khỉ tấn công người. Cựu Chủ tịch thành phố Hạ Long bị khai trừ đảng. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Kính thưa quý vị, Samsung Việt Nam cắt giảm sản xuất vì hàng tồn kho tăng, nhu cầu sụt giảm. Nhà máy sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới của Samsung đặt tại Việt Nam đang cắt giảm quy mô sản xuất khi nhiều nhà bán lẻ và kho hàng vật lộn với lượng hàng tồn kho trong bối cảnh tiêu dùng trên toàn cầu giảm sút. Theo tin của Reuters, Samsung xuất xưởng khoảng 270 triệu điện thoại thông minh vào năm 2021. Trong đó, nhà máy ở Thái Nguyên, Việt Nam có khả năng sản xuất khoảng 100 triệu thiết bị mỗi năm. Tuy nhiên, một số công nhân Việt Nam đang làm việc tại nhà máy này cho biết họ chỉ còn làm việc 3 ngày một tuần và mọi việc chỉ chạy cầm chừng. Những người này cũng cho rằng trong 5 năm qua, chưa bao giờ họ thấy một sự cắt giảm sản xuất nào lớn đến như vậy. Reuters cho biết họ không thể xác định được liệu Samsung có chuyển sản xuất sang các cơ sở khác để bù đắp cho sản lượng giảm sút từ nhà máy ở Việt Nam hay không. Samsung hiện cũng đang sản xuất điện thoại ở quê nhà Hàn Quốc và cả ở Ấn Độ. Công ty Gartner chuyên nghiên cứu về tư vấn về công nghệ của Mỹ dự báo lượng điện thoại thông minh xuất xưởng toàn cầu sẽ giảm 6% trong năm nay do việc cắt giảm chi tiêu của người dùng và doanh số bán hàng giảm mạnh ở Trung Quốc. Và thưa quý vị, ông Phạm Hồng Hà là cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, kiêm trưởng Ban Quản lý của Vịnh Hạ Long giai đoạn năm 2016 và năm 2020, đã bị Tỉnh ủy của Quảng Ninh ra quyết định khai trừ ra khỏi đảng vào hôm ngày 4 tháng 8. Đây được xem là hình thức kỷ luật cao nhất đối với đảng viên Cộng sản Việt Nam và lý do đưa ra là vì ông Hà trong thời gian giữ chức vụ bí thư đảng ủy của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình, làm trái quy định của nhà nước về đấu thầu và quản lý đầu tư. Bản thân và một số cán bộ nhân viên thuộc quyền bị xử lý hành sự và vi phạm của ông Hà gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu và bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, giảm sút uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nơi ông Hà công tác. Tuy nhiên thì cụ thể việc ông này làm sai là gì thì không được nêu ra. Và ngoài ông Hà thì còn có một số cán bộ cốt cán khác của tỉnh Ninh Bình cũng bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức vụ và nhiệm vụ được giao, ký một số quyết định cho thuê đất không đúng quy định. phải cử người trực để xua đuổi khỉ tấn công người. Quảng Trị từ hôm thứ Năm 4 tháng 8, mỗi ngày phải có 5 người gồm kiểm lâm, công an và dân quân túc trực ở núi Cấm phía Tây, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng để xua đuổi những con khỉ tấn công cắn người. Con khỉ này nặng khoảng 7 đến 8 kg, đã tấn công 3 người dân kể từ hôm 29 tháng 7. Trong đó có người bị khỉ cắn rách tay trái, sát mạch máu, phải vào bệnh viện khâu 3 mũi và hiện vẫn nằm điều trị. Có người đang ngủ trưa ở nhà thì bị khỉ xông vào cắn tay phải, đưa đi khâu 6 mũi. Có người bị khỉ tấn công, xây xước mặt. Ông Lê Quang Hiển, hạt trưởng Kiểm lâm huyện Hải Lăng, cho hay con khỉ xuất hiện ở xã Hải Thượng là khỉ vàng thuộc nhóm IP trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Tuy Việt Nam, khỉ vàng phân bố từ biên giới phía Bắc tới các tỉnh Tây Nguyên. Thân khỉ màu nâu, phần mông, hai bên hông và đùi màu nâu đỏ, con trưởng thành mặt màu đỏ. Khỉ vàng sống theo bầy đàn, thường có một con đầu đàn. Về việc trùng tu nhà thờ Đức Bà phải 5 năm nữa mới hoàn thành. Việc trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn dự kiến hoàn thành vào năm 2023, nhưng nay phải kéo dài đến năm 2027 theo thông tin của Sở Văn hóa Thể thao do ảnh hưởng của Covid-19 và nhiều vật liệu công trình nhập từ nước ngoài bị chậm trễ. Dự án tu bổ nhà thờ Đức Bà tổng vốn đầu tư hơn 140 tỷ Việt Nam đồng, hơn 6 triệu Mỹ Kim, khởi công năm 2017 do Tòa Tổng giám mục Sài Gòn thực hiện, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Tuy nhiên thì Covid-19 đã kéo dài một số nguyên vật liệu phải nhập từ nước ngoài như là Bỉ, Pháp và Đức, ảnh hưởng tới tiến độ tu bổ công trình, và việc tháo dỡ hàng rào xung quanh sẽ được thực hiện sau khi công trình tu bổ hoàn thành vào năm 2027. Nhà thờ Đức Bà xây năm 1877, hoàn thành sau 3 năm và được Tòa Thánh Vatican phong hàm Tiểu Vương Cung Thánh Đường từ năm 1959, tên gọi chính thức là Vương Cung Thánh Đường Chính Tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyện Tội. Đây là công trình kiến trúc đặc sắc từ thời Pháp thuộc do kiến trúc sư George Boure thiết kế, và do nằm ở trung tâm quận 1 và lại là nhà thờ chánh tòa của Tổng giáo phận Sài Gòn, nên đây là địa điểm người dân thường tập trung về vào các dịp Tết và lễ, nhất là vào lễ Giáng sinh. Và sau hơn 140 năm hình thành thì nhà thờ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nên Tổng giáo phận Sài Gòn muốn đại trùng tu công trình này. Thiếu niên đâm chết người chỉ vì nạt bô và nhìn đểu nhau. Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt 2 thiếu niên liên quan vụ giết người ở trung tâm thành phố Đà Lạt do nạt bô xe và nhìn đểu nhau. Sự việc xảy ra vào rạng sáng 3 tháng 8, Bùi Hồng Công, 17 tuổi, Mai Lê Xuân Dũng, 16 tuổi, cùng 2 người bạn ở Đà Lạt rủ nhau đi ăn đêm. Sau khi ăn xong, trên đường Công lái xe máy chở Dũng về thì gặp Nguyễn Nhật Hoàng, 15 tuổi, chạy xe máy chở Hoàng Trọng Tâm, 16 tuổi. Hai bên sau đó nẹt bô, nhìn đểu nhau rồi xảy ra cự cãi. Khi thấy Công và Dũng xuống xe bỏ chạy, Tâm cầm dao đuổi theo đâm vào lưng của Công và đấm nhiều cái vào người của Dũng rồi lên xe cùng Hoàng bỏ về Đức Trọng. Công được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện. Trưa ngày 4 tháng 8, Công an Đà Lạt đã bắt giữ Nguyễn Nhật Hoàng và Hoàng Trọng Tâm. Qua test nhanh ma túy, công an cho biết Tâm dương tính với cần sa. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại ít phút sau một số thông tin bảo trợ cho đài.